An hỏi là nếu nhà có công ty xây dựng ở Anh, có giấy phép thuê người ở nước khác thì có cần bằng cấp để xin được visa không? Thì câu trả lời của em là nếu nhà em có công ty xây dựng ở Anh và đã xin được giấy phép bảo lãnh người từ nước khác sang đấy, hoặc là người đang ở trong nước Anh, thì thứ nhất là về bằng cấp thì không cần bằng cấp nhưng mà phải có kinh nghiệm. Tất nhiên là có bằng cấp thì tốt rồi, nhưng mà về điều kiện ở những ngành ví dụ như là trong xây dựng thì rất là rộng nhá, có thể là về thợ mộc này, hoặc là sơn này, thợ xây này, thợ mái chẳng hạn, thợ roof ấy, nó cũng là chia thành rất là nhiều cái nhánh khác nhau. Sẽ còn có hai cái bằng chuyên dụng, thì chị sẽ để cái đường link ở dưới cái hai bằng, cái bằng chuyên dụng này và hai cái bằng chuyên dụng này, thì nó như kiểu như là em hình dung nhà hàng thì cũng có thể để là vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, có những cái chứng chỉ để mình hoàn tất cái thủ tục. Mức lương thì vẫn là 26.200 để đảm bảo được chương trình, thì chỉ miễn được công ty bảo lãnh thôi, và đầy đủ các giấy tờ về tài chính thì hoàn toàn là công ty có thể đứng ra bảo lãnh tài chính. Thời điểm này thì visa rất là nhanh, chỉ rơi vào tầm 2 tuần thôi là đã kết quả xét duyệt visa rồi. Và tranh thủ em nhé, trước ngày 19 tháng 1 là phí IHS sẽ tăng lên 1.035, thay vì trước ngày 19 tháng 1 là chỉ có 624, chị không nhớ nhầm ấy. Đây là nếu mà lộp tranh thủ, lộp nhanh thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều, hoàn toàn có thể lộp cùng gia đình, lộp một lúc. Nhà visa thì tùy, có công ty bảo lãnh 3 năm, có công ty bảo lãnh 5 năm, tùy thời điểm để vào được định cư. Ok, hy vọng là trả lời cái câu hỏi của bạn An nhé. Cảm ơn em và chúc mừng em cũng như công ty và những người mà mong muốn sang đây đóng góp cho cái nền xây dựng của nước Anh. Cảm ơn em.